Aji dapat.
Trên cung đình đại chúng chắp tay sẽ đồng hành kính lắng lòng thanh tịnh và suy lặng được chiều như sau. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, là công phu của tự cao tác. Chúng con xin nguyện sống và tu tập cho xứng đáng khi họ dùng thức ăn này. Giờ đây xin cung hình đại chúng tay khắp cơm dùng má một đầu tiên. Muốn biết con xin nguyện sống và tu tập cho được an vui. Muốn thứ hai con xin nguyện biết cho đời bớt khổ. Muốn thứ ba con xin học hành vương xả để cho lòng luôn được quan hệ. Xin cô thần đại chúng đồng để các con xuống chắp tay lại và quán năm khách quan. Quán nước con sẽ có khu tu tập của mình nhiều khi được cho đúng cách này. Quán thứ hai con sẽ thực hành của mình thiếu mấy độ mà họ dùng sự phúc dường từ chúng dường này. Quán thứ ba con sẽ luôn vừa tâm ham, tâm sân, tâm si là nguồn gốc, là gốc rễ để phát sinh ra mọi tội lỗi. Quán thứ tư đây là vị hút hay để chữa lành bệnh khô gầy cho mắt mê. Quán thứ năm vì ngũ hành tụ đạo nghiệp nên có họ dùng thức ăn này. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy phần. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy thân. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy thân. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy vào đất sáng quang minh. Từ nay đến khi con có thân này, con nguyện lấy đức Phật A Di Đà hiện thân phóng quang nhiếp độ cho con. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quan, con xin nguyện đời đời tiếp kiến quy y Phật. Con xin nguyện đời đời tiếp kiến quy y Phật. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y tăng. Con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy y vào ánh sáng quang minh Phật A Di Đà. Từ nay đến khi con có thân này, con nguyện lấy đức Phật A Di Đà hiện thân phóng quang nhiếp độ cho con. Quyền đem công an